Chào các bạn, trong video này mình trình bày cách sử dụng phần mềm mua đồ trên điện thoại để học trực tuyến. Đầu tiên chúng ta cài đặt phần mềm mua đồ ở trong Play Store. Chúng ta tìm kiếm với từ khóa là mua đồ. Cài đặt. Sau khi cài đặt mua đồ xong, chúng ta bấm vào biểu tượng mua đồ. Rồi ta gọi địa chỉ HTTPS 2 chấm sự xuyên www chấm truyền thống chấm edu chấm vn xuyên online kết nối đấy, và username và password của chúng ta được hệ thống cung cấp, chúng ta gõ vào đấy.